Hello, chào mừng các bạn đã quay lại với kênh YouTube của Việt Thương. Mình là Vũ, thì hiện tại mình đang ngồi lên bộ trống. Các bạn nhìn hình dáng bên ngoài thì nó có hình dáng rất là nhỏ gọn. Đây là một bộ Pearl Rosso Series Kit 18 nha các bạn. Pearl là dành cho những bạn nào mà chưa biết, thì Pearl là một hãng đến từ Nhật Bản. Và cái dòng Pearl Rosso này thì là một cái dòng bán chạy rất là chạy ở Việt Nam hiện tại. Nó dành cho cái phân khúc mà những người mà mới bắt đầu các bạn. Rồi, bây giờ thì mọi người sẽ cùng với mình đi tìm hiểu xem cái bộ trống Pearl Rosso size 18 này sẽ có bao gồm những gì nha. Rồi một điều đặc biệt nữa phía sau các bạn đó là mình sẽ nói cho các bạn về cái chương trình khuyến mãi của cái bộ này ở trong tháng 5. Video đầu tiên thì các bạn khi mà các bạn mua cái sản phẩm Pearl Rosso này thì các bạn sẽ được là 5 trống, bao gồm là một cái trống trống bass nè, một cái trống snare, một cái ba cái tom, tom 1, tom 2, tom 3. Đó. Thì bên cạnh đó nó sẽ có thêm kèm nữa là một một miếng crash 16 này. Bộ 2H 14. Một cái chân symbol thẳng của hãng Pearl, một cái chân 2H, một cái chân snare, một cái pedal nè. Đó. Và một cái ghế là các bạn có thể lắp lên và ngồi chơi trống. Và kèm thêm đó là một cái bao đựng dùi, được tặng một cái bao đựng dùi như thế này, và bên trong đó là có hai cặp dùi, các bạn thấy như thế này ha. Đó là khi các bạn mua bộ Pearl này về thì các bạn sẽ được rất là nhiều thứ có sẵn, và các bạn chỉ cần lắp lên và các bạn chơi với nó thôi. Rồi về cái phần mà phần cứng của nó là những ốc sò hoặc là cùm cọc treo tôm á, thì các bạn nhìn thấy ở cái hãng Pearl này thì nó rất nổi tiếng về cái việc mà họ làm cái phần cứng rất là chắc chắn. Các bạn nhìn cái cọc treo tôm nè. Những cái hãng khác, như ví dụ như những hãng khác thì họ sẽ làm cái chỗ mà để tăng giảm cao thấp á, thì họ sẽ làm bằng một cái cục cao su hoặc là bằng bằng nhựa. Nên khi các bạn vặn á một thời gian dài thì các bạn đạn tới bằng lui thì nó sẽ bị mòn cái cục đó đi. Còn riêng hãng Pearl á thì họ làm bằng sắt luôn, ở trong là những cái răng sắt. Thì các bạn siết ốc thì nó sẽ cứng cáp như thế này luôn, nó không có bị đánh lâu dài các bạn, nó sẽ không có bị tuột cái tôm của bạn xuống. Rồi về phần sò. Đó. Thì hãng Pearl này cái series trước của Rosso á thì nó làm là cái sò nó không có đẹp mắt hơn bằng như thế này. Này là được phiên bản mới nâng cấp năm 2021 của Rosso. Thì làm những cái sò này nhìn nó đẹp mắt hơn và được mạ chrome rất là sáng. Và điều đặc biệt mình muốn các bạn biết ở cái series Pearl này đó là cái pedal đạp nè. Ở những cái dòng trống khác cùng phân khúc thì cái pedal này mình cũng đã thử rất là nhiều rồi. Thì mình đánh giá là cái pedal của hãng Pearl này là mình cảm thấy là mình thích nhất, tại vì cái độ nhạy rất là cao các bạn. Đỡ và vừa chân, cái lò xo nó cũng cũng êm vừa chân, và cái độ nhảy nó mình đạp mình cảm thấy nó là nó rất là ok. Và cái phần nữa là các bạn nhìn thấy những cái đế này, những cái kẹp của nó rất là chắc chắn, và cái nữa là xài rất là bền nha các bạn, cái pedal này xài rất là bền. Đối với cái bộ bộ trống cái kit mini, cái kit 18 nhỏ như thế này các bạn, thì các bạn có thể mua về, những bậc phụ huynh có thể mua về cho con của mình ở tầm ở dưới khoảng dưới 10 tuổi á, thì các bạn có thể mua cho con của mình để tập trên cái bộ trống này. Tại vì cái bộ trống to nó cao á, nó cao quá thì khi các bạn còn nhỏ ngồi, thứ nhất là sẽ bị vớ chân. Thứ hai nữa là khi mà các bạn ngồi cái trống nó cao quá thì nó cái phần này nó sẽ che mất mặt của các bạn đi. Nên là mình không nhìn thấy các bạn đâu thì nó sẽ hơi bị xấu. Và cái phần thứ hai đó là cái nhà mà ví dụ nhà các bạn nhỏ đi, các bạn muốn để một cái bộ trống, nhưng mà những cái bộ trống lớn á thì khi các bạn để vào nó rất là chiếm diện tích, thì cái bộ này nó cũng sẽ khắc phục cho các bạn cái việc mà nó sẽ chiếm diện tích nhà các bạn nhỏ lại. Và các anh em nào mà cần để làm cho thuê phòng tập á, làm phòng dạy á, thì ví dụ như các bạn muốn set một phòng ba bốn bộ trống đi, nhưng mà cái bộ trống nó bình thường nó bự quá, to quá, thì các bạn để vào cái phòng nó chiếm diện tích, bạn không để được nhiều nhiều trống, không tăng số lượng học viên lên được, thì cái bộ này nó sẽ nhỏ lại, diện tích nó nhỏ lại, và các bạn có thể để được nhiều trống để dạy.
Sau đây thì mình xin tiết lộ cái giá của bộ trống Kit 18 này. Đây là giá hiện tại đang niêm yết là 11 triệu 660 nghìn một bộ. Nhưng mà hiện tại trong tháng 5 thì đang có chương trình khuyến mãi còn 9 triệu 330 nghìn. Thì cái chương trình khuyến mãi này sẽ kéo dài từ đây cho hết tháng 5. Các bạn bậc phụ huynh nào mà muốn mua cho con mình thì các bạn có thể liên hệ đến cái cửa hàng của Việt Thương để được cái giá ưu đãi trước tháng 5. Một cái điều đặc biệt hơn đó là khi các bạn mua một cái combo bao gồm là sản phẩm Parasol như thế này, một kèm thêm một cái chân symbol B50 và một bộ symbol của hãng Zhenyuan. Hãng này là hãng của Mỹ nha các bạn. Hãng này rất là nổi tiếng, hiện tại đứng top 1 thế giới về sản xuất symbol ZBT S39. Thì các bạn khi các bạn mua giá bình thường á, chứ chương trình khuyến mãi thì nó khoảng tầm 18 triệu 600. Nhưng mà khi các bạn mua ở trong tháng 5 này á, thì nó sẽ được còn giá là chỉ còn 14 triệu 070 nghìn. Thì các bạn nào phụ huynh nào muốn mua về full bộ đủ cho con mình á, thì các bạn có thể đến các cửa hàng của Việt Thương để nhanh tay lựa chọn vì số lượng nó cũng có hạn. Cảm ơn các bạn đã xem video. Thì các bạn nhớ like và subscribe cho kênh YouTube của Việt Thương. Các bạn sẽ được nhận nhiều cái video review về sản phẩm hơn nữa. Chào các bạn.